Vâng, Tuấn Anh xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Hội luận thể thao cùng với chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thưa quý vị, có lắm nhiều những câu chuyện thể thao đã và đang diễn ra ở trong tuần lễ vừa qua, và xin mời quý vị theo dõi những bản tin nổi bật trong quần hùng thể thao sau đây. Vâng, một lần nữa hoan nghênh quý vị đến với chúng tôi trong chương trình Hội luận thể thao. Và lại một lần nữa anh Quý vẫn còn đi vacation chưa về, cho nên sáng hôm nay Tiếng Anh đành phải tự hội và tự luận trong chương trình Hội luận thể thao. Và thưa quý vị, tuần rồi Tiếng Anh còn nhớ, Tiếng Anh còn nợ quý vị một cái câu chuyện, một câu chuyện nổi bật của một đứa con trai hoang đàn đã đi chơi xa 4 năm và giờ đây đã trở về nhà. Đó là câu chuyện của King James, LeBron James. Thưa quý vị, sau khi anh đã quyết định trở về nhà là một cái bản tin mà làm cho chúng ta rất là bất ngờ. Thưa quý vị, kể từ khi mà đội Miami Heat bị bại game number 5 trận đấu thứ 5 của NBA Final cho đội San Antonio Spurs cách đây khoảng hơn một tháng, thì chúng ta đã mờ đoán trước được có lẽ LeBron James sẽ rời khỏi Miami. Nhưng rời khỏi Miami và đi đâu là cái câu chuyện đáng nói. Và trong suốt một tháng vừa qua, thưa quý vị, đã có lắm nhiều khắp các nơi đã tìm cách chiêu dụ LeBron James, trong đó có cả Dallas của chúng ta. Thưa quý vị, thành phố Dallas cũng đã mở kèn mở trống để mà chiêu dụ LeBron James trở về để mà gia nhập với đội Dallas Mavericks. Chúng ta thấy có Houston Rockets, chúng ta thấy có lắm nhiều những cái câu chuyện. Và thưa quý vị, chúng ta hãy theo dõi một vài cái clip hình mà đã ghi nhận được về cái sự nghiệp của LeBron James kể từ khi mà anh ta đã gia nhập đội Miami Heat cho đến ngày mà anh ta quyết định rời khỏi đội banh này, thưa quý vị. Nhưng mà trở lại nhắc về cái câu chuyện của LeBron James, thì chúng ta biết được trong những ngày vừa qua, từ đội Houston Rockets cho đến tới đội Dallas Mavericks, có rất nhiều những đội banh đã tìm cách để mà kêu gọi LeBron James gia nhập đội banh của họ. Để làm gì? Bởi vì thưa quý vị, chẳng hạn như đội Houston Rockets, họ đã có Dwight Howard, họ có James Harden, mà bây giờ thêm LeBron James nữa, như là ba chàng ngự lâm pháo thủ mà đã có hiện tại ở đội Miami Heat, thì quả thật là một cái điều rất là hoàn hảo rồi. Nhưng Tuấn Anh rất là bất ngờ, LeBron James sau khi suy nghĩ đắn đo, sau khi bị sự chiêu dụ rất nhiều từ ông president của đội Miami Heat, tới là ông Pat Riley, ông ta đã tìm cách để mà quảng bá, để mà mời LeBron James trở về. Nhưng không ngờ LeBron James đã quyết định trở về lại Cleveland. Tại sao cái sự trở về lại Cleveland là một cái điều ngạc nhiên cho chúng ta, thưa quý vị? Đây là cái nơi mà LeBron sinh ra, LeBron lớn lên, LeBron đi học high school ở đây, LeBron đã trưởng thành ở đây, trong cái nơi thành phố này, là cái nơi giống như cái sân nhà của anh. Nhưng không ngờ cách đây 4 năm anh đã rời khỏi thành phố này với một cái câu chuyện đơn giản là: tôi là người tài ba, tôi ở lại với thành phố Cleveland không xứng đáng, cho nên tôi đã dọn về Miami. Và thưa quý vị, trong 4 năm vừa qua, những người fan của đội Cleveland Brown rất là hận anh. Cho nên cái chuyện mà LeBron James quyết định trở về lại Cleveland, Tiếng Anh không có nhìn thấy cái chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng không ngờ câu chuyện đó đã thật sự xảy ra. Và giờ đây, LeBron James đã trở về. Và như chúng ta đã thấy, tất cả các fan của Cleveland, họ mở rộng cái vòng tay để mà chào đón LeBron James trở lại, thưa quý vị. Và dường như tất cả những cái sự sai lầm mà anh đã có trước đây, giờ đây đã được tha thứ. Và giờ đây, LeBron James hứa rằng là tất cả những cái gì, những cái kinh nghiệm mà anh đã học hỏi được từ thành phố Miami đã giúp cho anh 4 lần đã được vào đến NBA Final và 2 lần thắng chiếc cúp vô địch. Và giờ đây, anh sẽ vận dụng tất cả những cái kinh nghiệm đó để trở về nhà, để mà giúp cho đội Miami Heat có thể thắng cái chiếc cúp vô địch. Và thưa quý vị, trong cái lá thư mà anh đã gửi cho tất cả các fan để mà nói lý do tại sao anh trở về nhà, cái lá thư đó rất là cảm động. Và chúng ta đã thấy LeBron James là một người hùng. Và thưa quý vị, Tiếng Anh đã từng chứng kiến LeBron James đã thành công rất nhiều trong sự nghiệp của anh. Nhưng một trong những cái quyết định mà Tiếng Anh rất là nể là LeBron James đã quyết định trở về lại Cleveland trong những ngày vừa qua. Và thưa quý vị, đây là một cái sự quyết định không phải là dễ dàng. Bởi vì chúng ta biết Cleveland mặc dù là một đội banh có thể nói có một vài người cầu thủ quan trọng, nhưng không phải là một đội banh, không phải là một cái nơi mà anh có thể thắng được NBA Championship, mà anh đồng ý trở về nhà để mà giúp cho cái đội banh này có thể may ra trưởng thành hơn để mà thắng được trong những ngày sắp tới, là một cái câu chuyện làm cho chúng ta rất là nể. Và thưa quý vị, đối với thành phố Cleveland thì phải nói trong những ngày vừa qua là những ngày rất là vui. Chúng ta vẫn còn chưa quên cách đây một vài tháng, họ đã tuyển mộ anh chàng Johnny Manziel đã gia nhập cho đội Cleveland Brown. Và giờ đây chúng ta có LeBron James trở về nhà. Và cách đây một vài ngày chúng ta cũng đã nghe cái bản tin là thành phố Cleveland
cũng đã đánh bại thành phố Dallas để mà host cái đại hội đảng Cộng hòa sắp đến đây. Cho nên chúng ta thấy một cái thành phố mà dường như người ta cho rằng là thành phố nguyền rủa trong suốt 50 năm vừa qua trong làng thể thao, giờ đây trở nên rất là sôi nổi, rất là náo nhiệt và đang chờ đợi tất cả các fan chúng ta, và nhất là các fan của bóng rổ. Khi mà LeBron James đã trở về nhà, thưa quý vị, coi như một đứa con trai hoang đàn đã đi hoang và giờ đây đã trở lại về nhà để xem chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày tháng sắp tới. Và thưa quý vị, đó là một vài những cái câu chuyện nổi bật liên quan đến LeBron James. Tuy nhiên, cái câu chuyện nổi bật nhất trong tuần mà chúng ta không thể nào bỏ qua được, đó là trận đấu chung kết của giải túc cầu thế giới vô địch đã diễn ra ở tại thủ đô Ba Tây hôm chiều Chủ nhật vừa qua. Và mãi đến ngày hôm nay, Tiếng Anh mới đưa được cái bản tin này cho đến quý vị. Xin cáo lỗi quý vị phải đợi rất là lâu. Nhưng thưa quý vị, phải nói đến đây là một cái trận chung kết mà đã mang cho chúng ta nhiều cái pha thật là hồi hộp. Mặc dù cuối cùng chỉ có một cú làm bàn duy nhất mà thôi, nhưng có thể nói đây là một trận đấu hay. Xin mời quý vị theo dõi một vài những cái diễn biến đã diễn ra trong cái trận đấu chung kết này, thưa quý vị, diễn ra hôm Chủ nhật vừa qua. Như chúng ta đã mờ mờ đoán trước được, đây là một trận đấu mà có lẽ sẽ không dễ dàng làm bàn. Và chúng ta cũng có thể mờ mờ đoán trước được, đây là một trận đấu không có phải là ẩu cả, giống như là cái trận đấu bán kết mà hai đội banh này đã học hỏi được từ trận của Đức với lại Ba Tây, một trận đấu rất là cẩu thả, cũng như là một trận đấu giữa đội Argentina với lại Hà Lan là một trận đấu rất là thận trọng. Thì hai đội banh này đã rút tỉa những kinh nghiệm đó, cho nên đã học hỏi được cái bài học này và làm cho chúng ta thấy trong trận đấu này cũng có những cái cú, những cái pha tấn công rất là ngoạn mục, nhưng không ai có thể ngờ được cái cú làm bàn cuối cùng lại là vào tay của một người cầu thủ hoàn toàn chúng ta không hề biết đến, đó là anh chàng Mario Götze. Ai là Mario Götze thưa quý vị? Nếu mà chúng ta nhớ rõ thì anh chàng này chỉ bước vào sân lúc mấy phút? Ở phút thứ 88 thôi, nhưng không ngờ đã giúp cho đội tuyển Đức đã làm bàn được trong cái giây phút 113 của trận đấu này. Và giờ đây, đội tuyển Đức đã trở thành đội tuyển Âu Châu đầu tiên đã thắng được trên cái lục địa của châu Mỹ. Và thưa quý vị, đây là một cái chuyện không phải là đơn giản, và chúng ta đã thấy rất khó có thể xảy ra, và đội tuyển Đức đã làm được trong cái điều này, thưa quý vị. Có nhiều người lầm tưởng và cho rằng đây là lần thứ tư đội tuyển Đức đã thắng được chiếc cúp vô địch tiếng Anh. Xin đính chính một cái điều này, thưa quý vị, đây là lần đầu tiên đội tuyển Đức đã thắng được chiếc cúp vô địch của World Cup. Ba lần trước mà đội tuyển Đức thắng được đó là đội tuyển của đội tuyển Tây Đức, mà chúng ta thường hay quen gọi là Cộng hòa Liên bang Đức, thắng lần cuối cùng vào năm 1990, lúc đó đất nước chưa có thống nhất trở lại. Và đây là lần đầu tiên một đội tuyển đã thống nhất trở lại và đã thắng được chiếc vô địch. Và chúng ta đã thấy dường như FIFA đã nợ đội tuyển Đức rất nhiều trong vòng 4 cái mùa World Cup vừa qua. Năm 2002, đội tuyển Đức vào đến chung kết ở tại Yokohama của Nhật Bản đã thua cho Ba Tây. Nào vào năm đó, Tiếng Anh cũng cho rằng đội tuyển Đức là một trong những đội hay nhất. Và lúc bấy giờ, năm 2006, Đức tổ chức World Cup ở tại sân nhà của họ, là đội tuyển hay nhất của World Cup, lại bị bại trong trận bán kết với lại Ý Đại Lợi. Năm 2010, Tiếng Anh cho rằng đội tuyển Đức cũng là đội tuyển hay nhất, nhưng không ngờ họ bị bại trong trận bán kết với lại Tây Ban Nha. Cho nên đã qua 3 kỳ World Cup rồi, đã trải qua gần 12 năm, đội tuyển Đức là đội tuyển hay nhất. Và giờ đây, họ đã xứng đáng là đội tuyển hay nhất đã thắng được chiếc vô địch của World Cup lần này, thưa quý vị. Trở lại với lại đội tuyển Argentina. Đội tuyển Argentina sau khi thắng, sau khi bị thua trong cái trận World Cup, Tiếng Anh xin lỗi thưa quý vị, thì cái người hùng mà người ta nhắc tên tuổi nhất rất nhiều ở đội tuyển Argentina đó là anh chàng Lionel Messi. Và người hùng này đã không làm được nhiều điều mà như các fan mong đợi trong cái trận đấu chung kết. Nhưng cuối cùng, anh ta cũng nhận được một cái phần thưởng, đó là cái phần thưởng vinh dự dành cho người cầu thủ được cái vinh dự, đó là quả bóng vàng. Cái vinh dự quả bóng vàng này nó giống như cái vinh dự MVP mà chúng ta thường thấy ở NFL cũng như là NBA. Quý vị theo dõi một vài hình ảnh mà Lionel Messi đã đạt được. Anh ta chơi 7 trận đấu, làm bàn được 4 cú làm bàn, có một cú assist, chơi tổng cộng là chúng ta thấy là 173 phút cho mỗi một cái cú làm bàn. Thật sự ra nhìn những con số này thì Tiếng Anh không thấy rằng là Lionel Messi xứng đáng là người cầu thủ để mà nhận được chiếc cúp, cái chiếc gọi là cái trái banh vàng này. Nhưng mà rất nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ rằng là có lẽ người cầu thủ khác có thể xứng đáng để đạt được hơn. Nhưng thưa quý vị, Lionel Messi là người đã đạt được. Tiếng Anh cho rằng đây giống như là một cái giải an ủi dành cho một người cầu thủ mà Tiếng Anh cho rằng là có cái đôi chân xuất sắc nhất trong cái mùa World Cup lần này, thưa quý vị. Nhưng rất tiếc đội của anh đã bị thua, và dường như chúng ta thấy anh là người đá trái banh cuối cùng trong cái trận đấu chung kết vừa qua.
đã không làm được một cái mục tiêu gì gọi là sáng giá cho đội banh, và cuối cùng thì đội banh của anh đã bị thua cho đội tuyển Đức, thưa quý vị. Không phải là một cái điều xấu hổ, như Tuấn Anh đã từng trình bày, trong bất cứ một kỳ World Cup nào chỉ có một đội được sự vinh quang và 31 đội kia rất là đau buồn, thì trong đó đội Argentina cũng sẽ phải chấp nhận cái số phận như là 30 đội kia phải chấp nhận đi trở về nhà. Và thưa quý vị, đó là một vài câu chuyện nổi bật đã diễn ra ở trong Hoàng Hùng thể thao của giải túc cầu thế giới cũng như là ở tại NBA. Còn lắm nhiều những cái dư âm đã còn sót lại kỳ World Cup, xin quý vị hãy đừng rời màn hình. Chúng ta sẽ trở lại thật nhanh để gửi đến cho quý vị những cái dư âm đó sau phần quảng cáo thương mại sau đây.